vào thở ra, hai tay chắp trước ngực. Hít vươn hai tay lên cao. Siết mông về trước, tay mở ra khỏi mang tay. Thở ra, chậm rãi trùng gối, gập người về trước. Thả lỏng cơ gân kheo, thả lỏng cổ. Tay bám sàn, chân phải hít bước ra sau. Chúng ta hạ đầu gối, duỗi thấp mũi chân, rồi vươn hai tay của mình lên cao. Tay vẫn ở phía sau mang tay nặng. Tay hạ xuống sàn, chúng ta ký mũi chân, siết bụng và rút về cây cước thẳng. Chúng ta đẩy cái cơ vai lên, đừng để vai của mình bị sụt. Thở, mình hạ đầu gối, ngực, cằm chạm sàn. Hít, duỗi mũi chân trường lên tư thế sẵn. Thở, ký mũi chân đẩy mông lên cao. Chúng ta chuyển sang tư thế chó úp mặt. Hít vào lớp đá cao chân phải của mình nhé. Kiểm soát cơ mông, úp mông xuống ạ. Ok. Bước về giữa hai tay, quay về điểm xuất phát của mình lớp nhé. Hạ đầu gối, duỗi mũi chân rồi vươn tay lên cao. Cứ thả lỏng cơ mặt, thả lỏng trán ạ. Thở, hạ tay, trái về cùng phải, gập sâu và thả lỏng đỉnh đầu, duy trì hơi hít thở. Chùng gối thẳng lưng, hít vươn người lên lại. Thở, lại tiếp tục gập về trước. Tay đặt ở bên cạnh chân. Chân trái hít bước ra sau. Hạ đầu gối, duỗi mũi chân tương tự, rồi vươn hai tay lên cao. Đừng ngã cổ nhiều lớp nhé, thả lỏng trán ra. Hít thở thoải mái. Thở, hạ tay, cây thước thẳng. Kiểm soát cơ bụng và đừng rớt thắt lưng. Thở, gối ngực cằm chạm sàn. Hít, duỗi mũi chân lướt rắn. Thở, ký mũi chân rút bụng nâng mông. Chân trái hít sâu đá cao. Mình bước về lại điểm xuất phát. Hạ đầu gối, duỗi mũi chân tương tự và vươn tay lên. Thở, mình hạ tay rồi bước chân phải về cùng trái. Đứng gập người ạ. Thẳng lưng, hít vươn người lên một lần nữa. Sau đó thở ra, tay về trước ngực, chắp nhẹ tay, nhắm nhẹ mắt. Hãy để cho hơi thở của mình đều lại và nhịp tim ổn định. Ok, rất thư giãn chút.